Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Như video trước mình đã giới thiệu và mổ cái sạc không dây của Xiaomi ra, nó cái này. Và hôm nay mình sẽ độ cái sạc này vào lên ô tô, để trên ô tô cũng có thể sạc được cái sạc không dây. Nhưng mà cái này nó hơi dày, cái phần nhựa này nó hơi dày, đặt lên ô tô thì nó hơi khó. Vì vậy mà mình sẽ phải tháo riêng cái phần cuộn cảm ra này, cái cuộn từ này. Mình đặt cái cuộn từ này lên cái phần ở cái hộc mà để điện thoại. Còn lại cái mạch này mình sẽ giấu ở chỗ khác để cho nó đỡ bị dày đấy. Nếu mà cứ để như này dày quá nhìn nó rất là xấu, rất là khó đặt. Ở đây nó có một cái cảm biến nhiệt độ nữa. Bây giờ mình sẽ về nhà 4 cái dây này ra. Sau đó mình sẽ nối dài cái dây này ra. Nối dài hai cái đầu dây này ra và dẫn cái đến cái mạch này. Cái mạch này sẽ để chỗ khác, không phải chỗ hộc nữa. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái phần cuộn từ này ra. Công việc này rất là khó khăn, thao tác phải rất cẩn thận, nếu không là nó bị đứt dây cái là vứt đi luôn. Mình đã tháo được nó ra rồi, bỏ cái phần nhựa đi rồi. Đây, cái cuộn từ của nó chỉ có thế này thôi. Và dưới là cái mạch. Bây giờ mình sẽ nhả hai cái đầu này ra, xong rồi nối dài hai cái dây này ra để chuyển cái mạch đi ra chỗ khác. Chỉ còn lại còn mỗi cuộn từ này thôi. Chỉ đặt vào đấy nó sẽ rất là gọn gàng và nó không bị dày. Mình sẽ sử dụng cái module chuyển nguồn mini này để hạ áp dùng cho cái sạc không dây. Cái module này đầu vào nó sẽ là từ 6 cho đến 24V, nhưng mà đầu ra của nó chỉ là 5V thôi. Mắc của nó là 3A và nó có sẵn cái cổng USB này, đầu ra. Đây là để mình chế luôn cho cái sạc không dây của mình. Đấy, đầu vào đây. Đầu vào mình sẽ sử dụng điện 12V của ô tô luôn. Cực dương, cực âm. Bây giờ mình sẽ hàn hai cái dây này ra để lấy điện nuôi nó. Mình bọc vào như này để cho nó cách điện. Mình sẽ đặt cái cuộn từ ở dưới cái hộc này, dưới cái phần cao su này.
Mình sẽ khoét đây một cái lỗ và luồn hai cái dây này ra bên ngoài. Các bạn luồn vào như thế này. Các bạn dùng băng dính hai mặt và dán cái phần từ này, cuộn từ này xuống cái hộc này, dán vào giữa cái hộc ấy. Dùng băng dính để nó cố định, nó không để bị xê dịch, để cho nó thành ở giữa cái hộc. Và ta đặt cái mì cao su này lên thôi. Và dẫn hai cái dây ra bên ngoài này để đấu vào cái mạch. Các bạn hàn lại hai dây vào cái mạch này như này. Mình sẽ dùng cái con nhiệt này để bọc nó lại, bọc cái mạch nó lại cho nó an toàn. Cái bộ đổi nguồn này, cực âm của nó là cái dây vàng này. Mình đấu với khung xe. Đây, mình đấu với khung xe để lấy mát nó. Còn lại cực dương của nó mình đấu với một cái cầu chì. Đây các bạn nhìn này. Đấy, mình hàn với một điểm cầu chì. Và mình sẽ gắn vào đây. Gắn vào cái điểm chờ của cái bảng cầu chì này. Ở trong cái hộp cầu chì này có một cái cầu chì thì người ta đang để trống này. Đây, mình đang ghim cái giò cầu chì này. Có cầu chì là người ta đang để trống. Trên cái bảng mô tả cầu chì này thì là nó cũng để trống cái bảng cầu chì này. Nó vị trí này. Đấy. Hiện tại thì xe đang không bật quá điện, đã không có điện. Bây giờ mình sẽ mở nó khóa nhá. Đấy, các bạn thấy là nó có điện rồi. Đấy, cho nên là mình sẽ tận dụng luôn cái điểm cầu chì để chống này. Bây giờ mình sẽ gắn cho các bạn xem. Đây, cáp USB cắm vào đầu nguồn. Đầu còn lại sẽ cắm vào cái mạch của cái sạc không dây này. Và mình sẽ bật khóa điện lên. Đấy. Các bạn thấy đèn nó đã sáng rồi, nó cấp nguồn rồi. Khi mà không có thiết bị, nó khi bật lên thì nó chỉ nháy đèn một hai nháy xong rồi nó tắt đi thôi. Bây giờ mình sẽ thử đặt thiết bị vào. Mình sẽ đặt cái con iPhone của mình vào đấy. Và các bạn nhìn thấy đèn nó nháy liên tục không? Nháy liên tục này có nghĩa là cái iPhone của mình nó không hỗ trợ sạc không dây. Thì sẽ nháy liên tục. Bây giờ mình bỏ cái iPhone ra thì đèn nó sẽ hết nháy. Đấy. Khóa điện thì mình đang để ở chế độ 1, nâng 1. Rồi, như vậy là xong rồi. Bây giờ mình đi gọn lại cái dây này là xong rồi. Mình sẽ giấu cái mạch ở trong cái hộp này. Và vẫn để lộ cái đèn nháy của nó để mình biết được các cái tín hiệu của nó. Ví dụ như đây là mình đang để cái iPhone của mình này. Nhưng mà cái iPhone của mình nó không có hỗ trợ cái sạc không dây. Đấy, các bạn lái xe thì vẫn có thể nhìn được, liếc xuống dưới cái vô lăng này. Đấy, nó vẫn nhìn thấy cái tín hiệu đèn của nó. Đấy. iPhone của mình không có cái hỗ trợ cái sạc không dây, là cái tín hiệu đèn nó sẽ nháy liên tục như này. Giờ mình sẽ bỏ cái iPhone ra nhé.
Đấy, các bạn thấy nó hết nháy luôn. Mình đặt vào này. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là hoạt động rất tốt rồi. Đấy, mình để ở cái vị trí đấy thì khi mà mình lái xe mình vẫn có thể quan sát được cái tín hiệu của nó. Ngon rồi các bạn ạ. Ăn luôn. Rồi. Các bạn nào mà nếu mà chế như vậy nó rất là gọn gàng. Nó không vướng dây dợ gì hết. Lên xe là mình chỉ cần đặt vào thôi. Và các bạn xem cái đèn tín hiệu này. Khi mà có hỗ trợ sạc không dây, cái điện thoại có hỗ trợ sạc không dây thì cái đèn nó sẽ đứng im. Cái trạng thái đèn nó sẽ đứng im là trong chế độ sạc. Rồi, video của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.